Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về những cái dòng loa mà được anh em thợ đánh sử dụng nhiều nhất. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái mẫu loa ấy, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về loa đánh chim đêm này, lưới đánh chim đêm hoặc là âm ly thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Các bác điện đến thì ở bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Loa đầu tiên thì giới thiệu cho các bác là về dòng toa Endo đi. Dòng toa Endo này thì trong cái thời điểm này được anh em thợ sử dụng rất là nhiều, bởi vì con trích này, đấy, con sâm, đấy, con vịt, đấy, anh em đánh hoặc là anh em đánh vạc ấy thì không thể thiếu được cho mình cái dòng toa này. Thì con toa này thì em sẽ kể cho anh em xem là về nó đánh những loại chim gì nhá. Đầu tiên ý, thì là anh em sẽ đánh được con những cái dòng chim nhỏ là đánh mắt xéo này, mắt đỏ này, ok ạ. Đấy, cái thứ hai nữa là anh em đánh kẹp, đánh rẽ đuôi xòe này, anh em đánh rẽ hú này, anh em đánh tu hú này, anh em đánh vạc này, anh em đánh sâm này, anh em đánh gà này, anh em đánh trích này. Đó thì cái dòng loa này thì không thể thiếu được anh ạ. Đối với một bác thợ đánh chim đêm thì nên sử dụng cho mình một cái dòng toa này. Đấy, bởi vì vào cái thời điểm những con chim di cư thì anh em đều đánh được, con te vàng ấy. Đấy thì không thể thiếu được trên cái dòng toa này. Đối với dòng toa này thì ưu điểm của nó ấy, thì về cái mức độ bền bỉ đi thì nó chịu được tất cả các thời tiết, ví dụ như nắng này, mưa này, về đêm sương xuống này. Đấy, không bao giờ phải bao bọc cái gì. Và một cái nữa thì con này ưu điểm của nó thì tiếng nó vút xa. Đấy, tiếng ví dụ anh em đánh tiếng tu hú hoặc là anh em đánh rẽ hú thì nó vút thì không phải nghĩ đâu anh ạ. Đấy, nếu đánh hết công suất thì tầm 6-7 cây số đường chim bay nghe thấy bình thường anh em. Đó thì về con toa nhé. Đấy, dòng này thì trong cái thời điểm này anh em đang mua nhiều, sử dụng nhiều, bởi vì anh em đang đánh trích này, anh em đang đánh sâm này, anh em đang kẹp đánh rẽ đuôi xòe, anh em đánh vạc. Đấy, dòng này thì ví dụ anh em bị cháy côn thì cứ báo cáo đối với anh em là mua thẳng một con loa, bởi vì cái côn của nó cũng hơn nửa tiền con loa rồi. Đấy, và khi chúng ta thay vào thì nó nhậm nhụy, chẳng may nó lại cháy cái nữa thì nói chung là nó mất nhiều tiền lắm. Thì anh em lưu ý là khi anh em sử dụng con này, nếu mà đến cái thời điểm mà nó bị trục trặc, nó cháy côn thì anh em nên thay hẳn một con loa mới nhé. Đấy, còn về cái dòng loa này thì anh em mua hàng thì đều được bảo hành là một tháng, riêng về dòng toa Endo anh em. Đấy, cứ bảo hành cho anh em một tháng nhé. Đấy, lỗi hỏng đồ trả luôn. Đấy, anh em có thể là đáp luôn xuống ao, bật thử vẫn chạy kêu ngọt anh em. Đấy là về cái dòng toa Endo. Còn tiếp theo thì là về dòng loa chép kèn. Dòng này là dòng HQ301 anh em này. Đấy, dòng này thì anh em sẽ đánh là con trong cái thời điểm này thì hiện tại như bàn em đang đánh thì em vẫn đang kẹp đánh trích, kẹp đánh sâm, kẹp đánh rẽ đuôi xòe. Đấy, và đặc biệt là con gà nước Ấn Độ. Thì hiện tại gà nước Ấn Độ bắt đầu di cư rồi thì anh em có thể là triển khai đánh con gà nước Ấn Độ trên con loa kèn này. Đối dòng này thì ưu điểm của nó thì giá thành của nó rẻ. Cái thứ hai nữa là đánh thì nó sẽ hiệu quả về những cái con chim, ví dụ như con rẽ run này, gà nước Ấn hoặc con tràng nghịch. Đây là những cái con chim mà đặc biệt là phải dù sử dụng dòng loa chép kèn. Ở ngoài thị trường thì người ta đang bán nhiều loại. Đấy thì đây hàng em giới thiệu cái loa chép kèn này là hàng của Việt Nam anh em nhé. Đấy thì giá của nó thì vừa tầm, giá dày rẻ luôn đấy. Đấy, còn về đầu đài âm ly thì mỗi anh em có một sở trường sử dụng, nhưng mà đa số là tất cả các bác thợ đều sử dụng con âm ly 263. Đấy, hàng 263B này thì ưu điểm của nó thì anh em đánh thì cái tính năng của nó thì chịu bền tải, chịu nhiệt tốt và nó sẽ không bị xảy ra những cái tình trạng ví dụ như mo ve hoặc là hỏng đít rắc cắm đấu ra loa đằng sau hoặc là hỏng dây nguồn đấy, to nhỏ chẳng hạn. Đấy thì con này thì nó đúc kết lại nó khá là ok đấy nha. Đấy thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về âm ly hoặc là các mẫu loa đánh chim đêm thì có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Số điện thoại để ở góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.